Đã 25 năm kể từ khi Nghị định 97CP của Chính phủ ra đời nhằm hiện thực hóa khát vọng đưa giáo dục đại học Việt Nam lên một tầm cao mới. Vượt qua những khó khăn thử thách của thời cuộc, cùng những rào cản về nhận thức, Đại học Quốc gia Hà Nội hôm nay vững vàng ở vị trí hàng đầu, dẫn dắt và song hành cùng những thành tựu đỉnh cao trong nghiên cứu khoa học và đào tạo của khoa học giáo dục nước nhà. 25 năm, một quyết định lịch sử đánh dấu sự ra đời của một mô hình đại học mới, đánh dấu một tầm nhìn vượt thời đại về sứ mạng của giáo dục trong sự phát triển phồn vinh của dân tộc. Những năm đầu thập niên 90, cùng với sự chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước chủ trương coi giáo dục là giải pháp cơ bản đưa Việt Nam phát triển sánh ngang các quốc gia tiên tiến của khu vực và thế giới. Để làm được điều đó, cần những đột phá mới trong hệ thống giáo dục đại học, từ triết lý đào tạo cho đến mô hình và tư duy quản trị. Những trường đại học đào tạo theo hướng đơn ngành, đơn lĩnh vực, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung đã lộ rõ những bất cập, ngày càng không đáp ứng được nhu cầu của đào tạo nhân lực chất lượng cao của đất nước. Năm 1993, Thủ tướng Chính phủ đã ra cái nghị định thành lập Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây không phải là sự kiện thành lập một cái trường đại học theo cái nghĩa thông thường, mà có thể coi là một cái sự kiện lớn đối với sự phát triển của nền giáo dục đại học Việt Nam. Là bởi vì trước đó thì chúng ta đã tổ chức cái hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam đấy theo một cái mô hình các trường đại học chuyên ngành. Chúng ta cần chuyên gia ở lĩnh vực nào thì có một cái đại học tương ứng để đào tạo ra cái đội ngũ kỹ sư hoặc là cử nhân theo cái yêu cầu đó. Ngày 10 tháng 12 năm 1993, Nghị định 97CP của Chính phủ được ban hành, mở đường cho sự thành lập hai đại học quốc gia ở hai đầu đất nước. Đại học Quốc gia Hà Nội ra đời với sứ mệnh trở thành đầu tàu trong lĩnh vực giáo dục đại học Việt Nam. Nhà giáo, nhà khoa học tài năng, nhà sáng tạo và sáng lập, giáo sư viện sĩ Nguyễn Văn Đạo được giao trọng trách trở thành lãnh đạo đầu tiên của Đại học Quốc gia Hà Nội. Đại học Quốc gia Hà Nội được xây dựng theo một mô hình tuy không mới đối với thế giới nhưng lại rất mới ở Việt Nam. Bởi vậy, cái thời gian ban đầu thì Đại học Quốc gia Hà Nội gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn trong nhận thức của dư luận xã hội, khó khăn trong cái nhận thức của những cái người có trách nhiệm về quản lý phát triển cái nền giáo dục Việt Nam. Đồng thời cũng là khó khăn trong nội bộ của Đại học Quốc gia Hà Nội, sự chưa thống nhất, sự chưa chia sẻ, sự chưa đồng thuận của đội ngũ giảng viên. Bởi vậy là Đại học Quốc gia phải phấn đấu vượt qua những khó khăn đó, và cái thành công của Đại học Quốc gia ngày hôm nay là chính là kết quả của cái quyết tâm chính trị của lãnh đạo, của đội ngũ cán bộ giảng dạy cũng như là của lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Khó khăn dựng lên như trái núi, làm thế nào để phát triển và hoàn thiện mô hình đa ngành, đa lĩnh vực? Làm thế nào để đặt những nền móng đầu tiên cho đào tạo chất lượng cao, trình độ cao? Làm thế nào để Đại học Quốc gia Hà Nội phát huy được sự sáng tạo, chủ động? Sau khi mà đã quyết định nhận trách nhiệm làm giám đốc Đại học Quốc gia, một cái quyết định rất là táo bạo, khó khăn. Nếu mà không làm như thế thì không thể có một cái sự thay đổi về chất đối với giáo dục đại học, là xây dựng mô hình Đại học Quốc gia là một mô hình đại học tiên tiến, tính tự chủ thật rất là cao. Quan tâm đặc biệt đến sự phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội, lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã thường xuyên đến thăm, lắng nghe nguyện vọng và chia sẻ những khó khăn của tập thể cán bộ, viên chức của Đại học Quốc gia Hà Nội. Để từ đây, ý chí và tinh thần của Đại học Quốc gia Hà Nội đã được hiện thực hóa thành những giải pháp mới, những nỗ lực sáng tạo mới. Năm 2012, mô hình của Đại học Quốc gia Hà Nội
chính thức được công nhận trong Luật Giáo dục Đại học, đánh dấu sự ghi nhận của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, của xã hội và nhân dân về một mô hình đại học tiên tiến có giá trị thực tiễn cao. Đại học Quốc gia là một cái mô hình rất là đặc biệt và tôi rất may mắn có 8 năm công tác tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Phải nói là đây là một cái mô hình rất tốt. Chúng ta có thể thấy rằng là với cái sự tập trung đầu tư của chính phủ, với cơ chế được tạo ra hết sức là thông thoáng, thì Đại học Quốc gia Hà Nội đã tập hợp được rất là nhiều cán bộ khoa học và những nhà giáo đầu ngành. Đồng thời là Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đã có cơ chế để đào tạo ra được đội ngũ kế cận hết sức là dồi dào và cũng rất chất lượng. Chính phủ cho thành lập Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một cái chủ trương tôi nghĩ cũng là cần thiết. Thì từ đó đến nay chúng ta thấy rằng là nhờ một cái sức mạnh tổng hợp của cả cái đơn vị hợp thành mà Đại học Quốc gia Hà Nội hiện nay đã có tên tuổi không chỉ ở trong nước, không chỉ khu vực Đông Nam Á mà châu Á người ta cũng đã biết đến rồi. Ngoài cái nỗ lực của Đại học Quốc gia Hà Nội ấy, thì chính phủ cũng cần phải có những cái cơ chế, tôi nói là có thể dùng từ đặc thù cũng được, hay là có những cơ chế nó tương đối đặc biệt để ưu tiên để mà phát triển. Với những đầu tư và nỗ lực không ngừng nghỉ, Đại học Quốc gia Hà Nội nhanh chóng khẳng định vai trò là đại diện tiêu biểu của nền khoa học giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế, vinh dự chào đón sự đến thăm của các nguyên thủ thế giới, đặt các dấu ấn ngoại giao và hợp tác giữa Việt Nam với bạn bè thế giới trên nhiều lĩnh vực. Đại học Quốc gia Hà Nội đại diện cho giáo dục đại học Việt Nam tại các diễn đàn giáo dục tầm cỡ thế giới. Cùng chung giá trị và lý tưởng trong hoạt động khoa học, nhiều nhà khoa học nổi tiếng thế giới đã tìm đến và đóng góp sức mình vào sự phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội, của nền khoa học giáo dục Việt Nam. Tôi thấy rằng Đại học Quốc gia Hà Nội đang đi đúng hướng và có những bước phát triển nhanh trong việc nâng cao chất lượng và mở rộng hợp tác với các đối tác trong khu vực và quốc tế. Tôi cũng đánh giá cao Đại học Quốc gia Hà Nội tiên phong kiểm định chất lượng giáo dục đại học tại Việt Nam và khu vực theo tiêu chuẩn AUNQA và thời gian tới, mong rằng Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tiếp tục sát cánh, đồng hành để thúc đẩy chất lượng giáo dục đại học và sau đại học ở các nước Đông Nam Á. Trên phương diện đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội không chỉ phát triển và hoàn thiện mô hình đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực với hàng trăm ngành, chuyên ngành đào tạo trên mọi lĩnh vực, mà còn tiên phong mở nhiều ngành đào tạo mới, đáp ứng nhu cầu xã hội và cập nhật xu hướng thế giới. Tôi nghĩ là cái mô hình Đại học Quốc gia là muốn có cái tiêu điểm dẫn đầu cái ngành đại học của nước nhà ở hai vùng miền, miền Bắc và miền Nam. Đấy là ý tưởng rất tốt đẹp. Tôi mong rằng chính phủ quan tâm thích đáng và ban giám đốc của Đại học Quốc gia Hà Nội tích cực xây dựng mau chóng để chúng ta có một trường Đại học Quốc gia Hà Nội để cho dân ta có thể tự hào với trường Đại học Quốc gia của thủ đô. Học sinh khối chuyên của Đại học Quốc gia Hà Nội vinh dự đại diện cho những tài năng toán học, vật lý, hóa học, sinh học, tin học của Việt Nam tham gia và đạt giải cao tại các kỳ thi Olympic quốc tế. Đẩy mạnh phát triển khoa học liên ngành, đưa khoa học công nghệ ứng dụng vào thực tiễn phát triển của địa phương, của vùng. Các nhà khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì những chương trình nghiên cứu tầm cỡ quốc gia, công bố những phát minh sáng chế có giá trị thực tiễn, thúc đẩy những xu hướng khoa học mới. Những tên tuổi khoa học nổi danh không chỉ ở Việt Nam mà còn được bạn bè quốc tế ngưỡng mộ. Đại học Quốc gia Hà Nội được điểm tên ở những thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng của khu vực và thế giới.
Em rất vinh dự và tự hào khi được học tập tại Đại học Quốc gia Hà Nội, một môi trường giàu truyền thống của Việt Nam. Ai đó đã nói, muốn nhìn sự phát triển của một đơn vị đào tạo, hãy nhìn vào cảm xúc và ước mơ của thế hệ trẻ. 25 năm là một hành trình không dài để đưa một quyết sách lớn về giáo dục của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn. Một tầm nhìn dài hơi cộng hưởng với một khát vọng lớn cho tương lai phát triển của giáo dục đại học Việt Nam đã bước đầu có những trái ngọt.